quay đi bây giờ tuần nào hai tuần quá quay đi kêu quá. Hồi xưa giờ không bao giờ, bao nhiêu năm nay không lấy được pedicure của nó. Mà từ có chân này không, giờ tuần hai tuần là có pedicure mà nó happy, thì mình chứng minh cho chị thấy là không phải là nó nứt chân nó vô làm chân, mà cái chân nó better hơn sao, nó còn nó happy hơn, nó show cho mình nữa, đúng không? Mà sao nó happy nữa, mình đưa cái chân nó giờ nó cảm ơn quá trời. Yes, anh chị đừng thấy ha, mình đừng có nghĩ là ok để chân nó khô chân nó nứt, mà cái sản phẩm này bán rất chạy trong tiệm nail. Cái cốt chân mà anh chị là professional, anh chị nói gì nó nghe thôi. Chị làm pedicure, anh chị làm vô chân chị không, khách hàng bước trong tiệm chị bây giờ nó, chị nói nó ok mà dùng nè hết nó sẽ dùng, mà chị nó không có tiền thôi, còn nó có tiền nó sẽ dùng. Giống như chị đi đi ra ngoài chị cắt tóc, cái người mà thợ tóc chị giới thiệu chị salon này xài tốt, chị xài không? Yes, người ta là sao professional hair dresser mà, đúng không? Người ta nói gì, hay là chị ra ra ngoài chị gặp một người bác sĩ nó, chị dùng cái này hết mặc dù không biết cái cốc nó giống như thế nào, mà cái ngành nó ta nói thì sao mình tin. Thì bước trong tiệm mình nó cái chân là chị nói gì người ta tin. Mình chỉ cần hỏi bà khách nó cái chân mình có tệ hơn vậy, chân mình bé hơn vậy, nó còn hết nữa chứ cái chân mày vậy. Thế về sao bây giờ từ đó về sau nè, ta happy lắm, ta tới ta làm hoài ha. Và cái kế tiếp nữa nè, mình nghe nói ở đây á là một số chị đang xài collagen mua rất nhiều. Đúng không? Xài cái collagen mua rất nhiều để làm thêm tiền cắt ha. Mình chỉ có biết rằng vừa rồi ở tại Florida có người bị sue 2 triệu bạc vì xịt vì xài collagen remover. Chị có nghe tin không? Có nghe tin ha, tin ta báo này, chị có đọc. Nào, bên đền bù 2 triệu đồng. Này trên báo, đặt trên báo luôn mà đặt trên báo Mỹ luôn. Nên nè, mà còn đo đồng thời báo Việt luôn. Ha. Mặc dù làm suy làm cái kiểu rất lâu, làm bao nhiêu năm trong ngành rồi, nhưng mà cái accident nó xảy ra không biết được apply cái chân sau đó để over có thể vô trong đó là app là giống như chat hay là Facebook gì đó, cái quên chạy ra thì sao, cái chân cái collagen nó thấm vô trong chân, nó làm cái tê liệt hết cái tế bào cái thần kinh dưới chân. Vậy biết dưới gót chân là sao, toàn bộ cái thần kinh mình nằm dưới đó hết, toàn bộ cái huyệt đạo nằm trong bàn chân mình hết, mà vô nó phá cái đó rồi cái người bà này điên rồi, bị xu 2 triệu bạc. Mà anh chị nên nhớ rằng khi đã có người xu được thì sao, nó sẽ tới mình. Tại Mỹ thì sao, nó khoái xu lắm. Anh chị biết là anh em dòng họ nó còn xu mà. Anh chị nên nhớ là người Mỹ nó thích, tại nó nằm trong cái xứ luật mà. Hỏi là nó thưa, hỏi là nó kiện. Mà hồi xưa giờ nó không biết được là xu có tiền thôi. Bây giờ có người xu được tiền rồi nó kiếm chuyện xu mình. Bây giờ nó tới tiệm mình nó làm chân thôi. Chỉ cần mình check cái đó lên thôi, nó không biết nó đau chân ở đâu đó. Giờ nó tới tiệm mình nó đau chân. Tại vì check này nó quay phim nó chụp hình cái đó, mình xài cái này lên là mình chỉ bị liền. Không biết nó đau từ đời nào không biết. Nhưng mà nó tới tiệm mình nó nói ok nó, cái người này check cái này vô cho nó giờ đau chân đêm được. Thì chị nghĩ mình có vấn đề không? Yes. Tại vì nó đã thấy tờ báo xu có người có tiền rồi, giờ nó kiếm chuyện nó xu thôi. Thành ra chị để ý khi mà chị xài collagen remover, có một số tiệm bán chợ cấm, một số tiệm bây giờ là sợ luôn, không dám làm. Tại vì có người đã bị rồi. Trong khu vực của mình có người làm có 20-30 ngàn, bị xu 20 ngàn thôi không sao hết. Tại vì nó không có lớn, người ta tâm lên báo, còn 2 triệu bạc quá lớn, người ta mới lên báo. Còn bị thương thôi. Giờ nó thương lai rai, nó thương kiếm vài chục ngàn rồi. Vừa ra mình mới mở, thấy không? Mà bây giờ nếu như chị xài cái solution này vào, thì chị bán cho nó nhiều kiếm tiền, nó happy mà chị không cần phải xài collagen remover. Yên tâm, khỏe rất nhiều, không thở sự kiện gì hết. Mà không sợ cạo da chân nữa, mình thấy những tiểu bang khác mà lúc nào cạo da chân đó. Bây giờ vô khỏi cần cạo da chân, thở happy lắm. Khỏi sợ bị phạt. Bên tiểu bang của mình á, một con dao lam thôi nha, là phạt 500, hai con là 1000, ba con là shut down cái tiệm tuần. Đóng cửa tiệm tuần. Cứ ba con dao lam thôi là đóng cửa tuần, mà lần thứ nhì vô là shut down luôn. Bởi vì cái tiệm chủ tiệm á sao? Nó lo lắng lắm. Mà nếu không dùng thì sao, sợ mất khách. Sợ mất khách thì phải dùng thôi. Mà bên đó lại cấm không được sự mua vơ nữa thì giờ làm cái gì giờ? Đúng không? Thì ra bây giờ xài cái này là giải pháp giúp cho họ. Thứ nhất là sao, mịn màng gót chân ta luôn. Bây giờ khách hàng bước vào trong tiệm ta, nó giờ nhẹ nhàng, hồi xưa giờ phải trà, mà bây giờ nó mịn màng lấy trà nó khỏe lắm. Làm theo kiểu thợ thầy cũng làm nhanh hơn. Giờ chị thử bán cho mọi người cái này thôi, chân là ai vô cũng mịn, chị làm theo kiểu nhanh hơn. Nhanh hơn rất nhiều, thấy không? Thợ happy, chủ khách happy, cái người khách hàng happy, mà cái người thợ nail cũng happy. Vô làm rất là khỏe, làm rất là nhanh nha, mà có thể bắt money, khách hàng cũng happy là tại vì sao? Nó mang cái giới vô nó không còn nghe rột như hồi xưa. Tại sao nó bị nhám, nó bị khô thì sao nó mang cái giới nó nghe thọt rồi, cái người phụ nữ mà. Yes, biết mà. Tại vì ta không có biết dùng cái gì thôi. Nhưng mà đối với chị mà tự nhiên có gì đó giúp cho mình mịn màng, mình happy đi. Yes, tại vì ta không biết cái gì thôi, nghe không? Chứ không phải là ta sợ tốn tiền đâu. Một số người thì không có tiền, yes, đồng ý. Nhưng mà một số người ta sao ta sẵn sàng trả tiền nếu như có kết quả, good, ha. Và kế tiếp nữa nè, chị mệt chưa? Em mỏi tay là chứ không mệt. Anh chị mệt nghỉ thôi, mình chia sẻ chị, ok ok, mắt xuống lên chị, ok. Dạ, bây giờ kế tiếp nữa cái retail nè.
cái người Việt Nam mình hồi xưa giờ chỉ tập trung 99.9% là serving không. Mở cái tiệm ra cái thì sao, từ từ non cái bàn rồi tới cửa luôn. Là để mình sao có chỗ để làm serving không. Nhưng mà chỉ có nghe ai nói làm mà giàu không? Ông bà mình có ai nói làm là giàu đâu. Chỉ có kinh doanh mới giàu, chỉ có buôn bán mới giàu. 95% những người giàu trên đất Mỹ là những người kinh doanh, những người buôn bán, chứ đâu phải bỏ, chứ phải làm bỏ công làm lời. Còn mình thì sao, mình tận dụng hết cái khả năng của mình để làm thôi, đúng không? Anh chị thấy một tiệm nail của Mỹ bước vào trong tiệm nail Mỹ thì sao, 50% diện tích của nó là bán retail, còn có 50% là phục vụ thôi, còn mình thì đưa đến 99% luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ nè, chị thấy nè, cái này cho anh chị thấy nè, anh chị khi mà chị làm á, ví dụ nha, anh chị làm 15-20 phút hay là anh chị làm nửa tiếng đi, anh chị kiếm được 10 đồng. Yes, anh chị chuỗi gì đó, anh chị chia ra chia 6-4 ha, anh chị kiếm được 10 đồng. Mà nếu như chị nói gì đó trong vòng nửa tiếng, có thể là 10 phút thôi, anh chị kiếm được 10 đồng. Cái nào sướng hơn? Mình nói 10 phút kiếm 10 đồng sướng hơn, đúng không? Nhưng mà cái khác biệt chỗ này nè, khi mà 2 tuần sau nó quay lại tiệm mình, anh chị phải vũ tiếp, anh chị có 10 đồng. Nhưng mà 2 tuần sau nó xài hết cái đó, anh chị còn phải nói nữa không? Đâu nói được đâu. Anh chị nói một lần mà chị make money for life ha. Khỏe hơn không? Đúng không? Mà lỡ cái người khách hàng đó người ta không bước vô tiệm mình, nó đi qua chỗ khác thì sao? Mất luôn người khách. 2 tuần sau nó không bước vô tiệm mình, đưa qua chỗ khác là mất, đúng không? Nhưng mà nhờ có bán cái này thêm, chỗ khác không có bán, nó quay vô tiệm mình nó mua. Thì chị có thêm tiền, mà chị có thêm thu nhập từ những người không bao giờ bước vào tiệm của chị. Chị tin không? Nó đem về nhà cho ông chồng nó xài, chồng nó có nào bước vô trong tiệm mình làm chân đâu. Nó đưa cho ba nó xài, nó đưa cho mẹ nó xài, đưa cho cậu, cho cô, chú bác gì đó nó xài. Tại nó xài tốt sao, nó đưa cho người khác xài. Đúng không? Nó mua giùm cho người khác xài, mình thấy rất nhiều. Mình sẽ có thêm income từ những người không bao giờ bước vào tiệm mình. Sẽ có thêm extra income từ những người giống vậy. Thấy không? Một cái nữa cho mình thấy nè, giống như mình nói lâu lâu và xã mình cũng hay cũng vậy đó. Hồi xưa trước khi vào nuôi sinh, và xã mình cũng hay cắt tóc ở tiệm mà G Salon ở bên đó. G Salon tiệm rất lớn ở bên tiểu bang của mình. Mà khi mà cái bữa cái tuần cái tháng đó bỗng cắt tóc, bữa nói anh ghé ngang qua tiệm nó lấy giùm em chai xà bông. Tại sao mới mua xà bông trong cái chỗ đó, như chị biết mà 7 mấy đồng chai xà bông trong G Salon đó. Thế mình mới nói wow, cái tiệm này nó mắc income từ bà xã mình, nó không bao giờ bước tiệm, không bao giờ bà bước vô tiệm này mà đi giảm mắc money từ tiệm của bà, mà chỉ cắt tóc một lần ở đó thôi. Mình nói nếu như người Việt Nam mình hiểu được cách này làm việc, anh chị sẽ mắc được money rất là nhiều. Những người khách hàng chỉ stop by qua tao rác gì đó chỉ mắc money, mà ta không cần phải làm service mà chị giống có tiền được từ cái retail, đúng không? Mà khi mà chị có cái tủ retail lên thôi, giống vậy nè, anh chị có trả thêm tiền rent không? No. Anh chị có mướn ai vô để bán không? No, cũng không mướn ai hết á, đúng không? Mà bây giờ nè, anh chị mua hàng New Zealand thì sao? Độc đáo chỗ là anh chị mua giữ hết, bán hết, mua tiếp, đúng không? Rồi bắt anh chị phải mua lần 5.000 đâu, qua bắt anh chị mua 5.000 đúng không? Anh chị mua 100 bán hết mua tiếp, bán hết mua tiếp. Nếu như chị không bán được thì sao? Trả lại mất nhiêu? Mất 10% thôi. Mua 100 đồng mất có 10 đồng rồi. Mà nếu bán được cái kiếm 10 đồng rồi, đúng không? Cứ bán hết rồi kiếm lời thôi. Bởi vì nói về Việt Nam mà vô đây mà tận dụng cái New Skin, nó tận dụng cái những chính sách New Skin thì kiếm tiền rất nhiều. Làm gì? Làm sao mình kiếm tiền? Bán kiếm tiền. Đừng có lo gì tới stress, đừng lo tới executive gì hết, chị vẫn mắc mơ đi. Bởi vì chị bán kiếm tiền rồi, đúng không? Mà bán không được thì sao? Trả lại. Đã so. Đúng không? Nó có mất mát gì hết. Mà khi mà chị đã làm được trong tiệm của anh chị phục vụ khách hàng, chị happy rồi, chị bán được, chị kiếm tiền rồi, lúc đó anh chị ra ngoài chỉ cho tiệm nail khác làm đi chàng giống vậy, chị thấy nó khỏe hơn không? Tại vì sao? Mình có được tiền thì sao? Mình tự tin hơn rất là nhiều, đúng không? Mình áp dụng trong tiệm của mình được rồi. Còn hồi xưa giờ mình không áp dụng trong tiệm, chứ chạy ra ngoài mình chỉ người ta hết cuối cùng fail á, tại ta nhìn mình đã biết mình không có làm. Giống như chị không dùng sản phẩm mà chị ra ngoài chị nói chuyện là sao? Ta feel được liền. Còn chính anh chị dùng trong tiệm chị có được cái tự tin rồi, cái tự tin của mình nó giải quyết các vấn đề. Nhau chị happy, chị nói chuyện là tao feel được liền, con người mình sao tao cảm nhận được cái gì mình nói thật hay không thật. Nhau thì cái đó là cái mà chị giúp cho chị tăng thêm rất nhiều income từ trong cái này. Mà chính cái áp dụng cái này mà tiệm những cái tiệm trong gia đình của mình để ít nhất là 2.000 đồng, mà nhiều nhất là 6.000 đồng thêm extra mỗi tháng. Mà chị biết 6.000 đồng đâu phải là số tiền nhỏ, chị cộng là một năm là nhiêu tiền, có thể kiếm được chục ngàn bạc, vài chục ngàn đồng.